à về danh hỏi bài minh chỉ trả lời tức thì vào thư viện Nam tải ngay về danh chào mừng các con học sinh đến với tiết học ngày hôm nay cô rất vui khi được đồng hành với các con ở bài 95 ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 mục tiêu của tiết học này đó chính là ôn tập tổng hợp về số có 3 chữ số đếm đọc viết so sánh, phân tích số thành các trăm, chục, đơn vị trong phạm vi 1.000, thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 1.000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học. Cô chúc tất cả các bạn nhỏ của cô sẽ thực hiện được các bài tập và đạt được các mục tiêu ở đây nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước tới bài tập đầu tiên. Bài tập 1. ghép các thẻ thích hợp. Các con hãy quan sát ở đây cô có các thẻ gồm các hình ảnh và các số và các tổng. Nhiệm vụ của các con đó chính là xếp các thẻ này vào hai cột thích hợp. Đầu tiên, cô có thẻ hình ảnh này gồm có 100 và 5 thanh trục. Bên cạnh đó có 3 hình lập phương rời. Chúng ta sẽ ghép sang cột bên trái. Vậy, với hình ảnh này chúng ta sẽ có số gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. À, chính xác rồi. Số gồm 100, chục và 3 đơn vị. Các con hãy viết số này thành dạng tổng giúp cô nào. À, đó chính là 100 cộng 50 và cộng 3. Số được viết gồm 100 cộng 50 cộng 3 sẽ là số bao nhiêu? À, ta có viết số 153 và đọc số đó chính là 153. Tương tự như vậy, các con hãy làm ở cột số 2 nhé. Ta thấy ở hình ảnh có một thanh gồm 100 hình lập phương, 3 thanh trục và 5 hình lập phương rời. Như vậy ta sẽ viết được số bao nhiêu? À, số đó sẽ gồm 100, 3 chục và 5 đơn vị. Và được viết thành tổng gồm 100, cộng 30 cộng 5 ta có số này sẽ được viết là số 135 và đọc là 135. Về phần phân tích số và đọc số rất đơn giản đúng không nào? Cô mời các con chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2, số ở đây cô có một tia số từ 600 tới 1000 và bị che mất bởi một số dấu hỏi chấm rồi. Nhiệm vụ của các con đó chính là điền các số 930, 680, 850, 999 và 790 vào các dấu hỏi chấm thích hợp nhé. Bây giờ với dấu hỏi chấm đầu tiên, ta thấy nào, số cần điền vào đây sẽ nhỏ hơn 700 và lớn hơn 600. Như vậy, số này sẽ có hàng trăm là số bao nhiêu nhỉ? À, đúng rồi sẽ có hàng trăm đó chính là số 6. Vậy số tất cả các số trong đây, số nào có hàng trăm là số 6 nào? À, hoàn toàn chính xác, đó chính là số 680. Đây là một cách để điền số vào dấu hỏi chấm. Ngoài ra, còn có thể quan sát trên tia số này sẽ có phân chia các vạch đúng không nào? Thì con sẽ thực hiện đếm để tìm ra số 680. Các con hãy quan sát nhé. Cô sẽ đếm nào. 600 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670 và 680. Mỗi vạch ở đây sẽ hơn kém nhau 10 đơn vị đúng không nào? Có thể dễ dàng đếm được số 680. Như vậy có hai cách để có thể điền số vào dấu hỏi chấm. Bây giờ các con sẽ hãy thực hiện điền vào bốn dấu hỏi chấm còn lại xem số nào thích hợp nhé. À, số hỏi chấm tiếp theo nào. Số này sẽ nhỏ hơn 800 và lớn hơn 700. Như vậy, ở đây sẽ là số bao nhiêu nhỉ? À, chính xác rồi, đó chính là số 790. Số tiếp theo nào? Ở số này ta thử hiện cách đếm nhé. 810, 820, 830, 840 và 850. Hoàn toàn chính xác. Số thứ tư nào? Ta có 900, 910, 920 và 930. Rất đúng rồi. Số cuối cùng nào? Đó chính là số 990. Phần điền số trên tia số này rất dễ làm đúng không nào? Các con hãy cứ quan sát và thực hiện thật cẩn thận thì thế chúng mình sẽ làm đúng thôi. Bây giờ đến với bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 Xem tranh và trả lời các câu hỏi Các con hãy quan sát bức tranh Ở đây cô giáo cho các bạn học sinh đi tham quan vườn bách thú Ở vườn bách thú này có các con vật Đó là cá sấu nặng 492kg hươu có cổ nặng 565kg Và ngựa vằn nặng 253kg Các con hãy quan sát bức tranh và trả lời các câu hỏi ở bên dưới nhé A. À, con vật nào nặng nhất? B. Cá sấu nặng hơn ngựa vằn bao nhiêu kg? Bây giờ chúng ta hãy lần lượt trả lời các câu hỏi nào. Theo con, con vật nào nặng nhất nhỉ? À, chính xác rồi, đó chính là con hiêu cao cổ nặng nhất và nặng 565 kg. Đến với ý B nào. Cá sấu nặng hơn ngựa vằn bao nhiêu kg? Muốn biết cá sấu nặng hơn ngựa vằn bao nhiêu kg, chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì? À đúng rồi, đó chính là phép tính trừ Lấy cân nặng của cá sấu Trừ đi cân nặng của ngựa vằn là sẽ biết được Cá sấu nặng hơn ngựa vằn bao nhiêu kg đúng không nào Bài giải như sau Cá sấu nặng hơn ngựa vằn số kg là 492 trừ 253 bằng 239 kg Đáp số 239 kg Chúng ta hãy cùng nhau đến với bài tập số 4 nhé đặt tính rồi tính ở đây cô có bốn phép tính các con hãy lưu ý thực hiện đặt tính thật là cẩn thận sau đó hãy tính chính xác các kết quả và đối chiếu với kết quả của cô nhé phép tính đầu tiên 278 cộng 441 Đầu tiên cô viết số hạng 278 trước Dấu cộng và số hạng thứ hai 441 sẽ thẳng hàng với số hạng đầu tiên, hàng chục, thẳng hàng chục, hàng trăm, thẳng hàng trăm, hàng đơn vị, thẳng hàng đơn vị, và dấu gạch ngang. Cô thực hiện tính từ phải sang trái, từ hàng đơn vị trước. 8 cộng 1 bằng 9 viết 9, 7 cộng 4 bằng 11 viết 1 nhớ 1, 2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7, như vậy 278 cộng 441 bằng 719. Tương tự như vậy, ta thực hiện phép tính số 2. 69 cộng 108. Các con đặc biệt lưu ý ở phép tính này đó chính là hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, không có hàng trăm thì chúng ta để nguyên số đầu tiên và vẫn viết như bình thường ở số bên dưới nhé. Và khi đặt tính thẳng hàng nhau thì chúng ta mới tính được chính xác. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 6 cộng 0 bằng 6 thêm 1 là 7 viết 7 1 cộng 0 bằng 1 viết 1 69 cộng 108 sẽ bằng 177 Đến với phép trừ nào 374 trừ 182 Ta cũng thực hiện trừ từ hàng đơn vị trước 4 trừ 2 bằng 2 viết 2 7 không trừ được 8 Mượn 1 là 17 trừ 8 Bằng 9 viết 9 Nhớ 1

ta có 645 trừ 73 sẽ bằng 572. Cô chúc mừng tất cả các con đã thực hiện chính xác bốn phép tính này rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang bài tập số 5 nhé. Bài 5. Trên một chuyến tàu Bắc Nam có 576 hành khách mua vé ngồi và 152 hành khách mua vé giường nằm. Hỏi chuyến tàu đó có tất cả bao nhiêu hành khách? Các con hãy quan sát và biết tóm tắt của bài toán này nhé. Tóm tắt như sau: vé ngồi 576 hành khách. Vé giường nằm 152 hành khách. Có tất cả bao nhiêu hành khách? Vậy theo các con, muốn tính xem chuyến tàu đó có tất cả bao nhiêu hành khách, chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì? À, hoàn toàn chính xác chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Lấy số hành khách mua vé ngồi cộng với số hành khách mua vé giường nằm là ra được chuyến tàu đỏ có tất cả bao nhiêu hành khách đúng không nào? Cảm ơn các con, bây giờ cô sẽ thực hiện bài giải của cô như sau. Bài giải. Chuyến tàu đỏ có tất cả số hành khách là 576 cộng 152 bằng 728 hành khách đáp số 728 hành khách. Với những bài toán giải thì chúng mình hãy đọc kỹ đề bài và phân tích xem đề bài cho biết gì, đề bài hỏi gì. Như thế các con sẽ thực hiện dễ dàng được các bài toán nhé. Bây giờ đến phần số 6 nào. Trò chơi con số bí ẩn. Cách chơi như sau. Mỗi bạn viết một số rồi gợi ý cho bạn khác đoán trúng số mình viết được. Sau 3 lượt chơi, bạn nào đoán đúng được nhiều số nhất sẽ thắng cuộc. Các con hãy quan sát ở đây các bạn nhỏ đang thực hiện chơi trò chơi con số bí ẩn này nhé. Bạn Nam viết một số ra giấy và đố các bạn còn lại. Số gồm chục và 8 đơn vị là số bao nhiêu? Đố các bạn biết. À như vậy các bạn nhỏ sẽ đoán xem số bạn Nam viết là số bao nhiêu. Và bạn nào đoán đúng được nhiều nhất sẽ thắng cuộc đúng không nào? Và bạn nữ cũng đố mọi người là, là số liền sau của số 500 là số bao nhiêu? Theo các con là số bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, đó là số 499 Trò chơi này rất vui và lý thú đúng không nào? Các con có thể thực hiện chơi với các bạn ở trong tổ của mình Hay là chơi theo nhóm, à về chơi với bố mẹ, ông bà mình cũng được Cô chúc các con khi tham gia trò chơi này sẽ đoán được nhiều số nhất nhé Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong được bài 95 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1.000 Biết cách đọc đếm và phân tích các số, thực hiện, đặt tính và tính trong phạm vi 1.000 đúng không nào? Cô chúc các con sẽ có thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video sau nhé! Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách